Hôn nhân của hoàng tử Anh William trước khi vướng tin ngoại tình. Hoàng tử William và Kate Middleton gắn bó từ thời đại học, kết hôn và ở bên nhau hơn 10 năm. Họ là cặp đôi nổi tiếng, được ngưỡng mộ của hoàng gia Anh. Theo Page nhiều ngày qua, hàng loạt thông tin về việc hoàng tử William ngoại tình, còn công nương Kate Middleton biến mất trở thành bí ẩn khiến công chúng hoang mang. Sau đó, nữ hầu tước Rose Hanbury, người bị cho là tiểu tam xen vào mối quan hệ của cặp đôi hoàng gia, khẳng định Tin đồn ngoại tình là sai sự thật. Đến ngày 19 tháng 3, Kết Mít tuần được bắt gặp đi mua sắm cùng chồng. Cặp đôi cười đùa vui vẻ khi đi siêu thị gần nhà. Động thái này cho thấy vợ chồng hoàng tử không có biến động. Trước đó, công nương Kết vắng bóng trước truyền thông nhiều tháng liền, dấy lên nhiều suy đoán về tình trạng hôn nhân. Cô còn bị cộng đồng mạng soi không đeo nhẫn cưới trong một bức ảnh đã qua chỉnh sửa. Cung điện Kensington thông báo rằng công nương xứ Wales vắng mặt vì trải qua phẫu thuật ổ bụng vào tháng 1 năm 2024. Thực chất, tin đồn hoàng tử William ngoại tình với Rose Hanbury đã xuất hiện từ tháng 4 năm 2019. Thời điểm đó, luật sư của William từng phủ nhận tin đồn trên Daily Beast, nhấn mạnh đó là thông tin sai sự thật và gây tổn hại nặng nề đến hoàng gia Anh. Hoàng tử William là cháu trai của Nữ hoàng Elizabeth và là người thứ hai trong hàng thừa kế ngai vàng của Hoàng gia Anh. William và kết hẹn hò sau một lần gặp gỡ tại đại học sư tầm, Andrew ở Scotland. Tin đồn tình cảm xuất hiện vào năm 2004 khi hai người bị bắt gặp đi trượt tuyết tại một khu nghỉ dưỡng ở Gloucestershire, thụy sĩ. Năm 2007, họ chia tay trong một thời gian ngắn rồi tái hợp. Khi cầu hôn, William tặng vị hôn thê nhẫn đính hôn bằng đá sapphire nổi tiếng mà vua Charles tặng cho vợ cũ quá cố công nương Diana. Sau 8 năm yêu đương. Hoàng tử William và công nương kết kết hôn ngày 29 tháng 4 năm 2011 tại tu viện Westminster trong một buổi lễ được hàng triệu người trên thế giới theo dõi. Trong lễ cưới tại tu viện Westminster, cô dâu mặc váy dài tay do Sarah Burton thiết kế cho thương hiệu Alexander McQueen, đội vương miện Cartier Halo do nữ hoàng Elizabeth II tặng. Cuộc hôn nhân của họ được nhiều người ngưỡng mộ, truyền thông quan tâm. Hoàng tử William và công nương kết hãng thời trang Karen Millen của Anh bình chọn là cặp đôi mặc đẹp nhất thế giới với số điểm tuyệt đối 10 trên 10 hồi cuối năm 2023. Phân tích cho thấy sự quan tâm của người hâm mộ đối với phong cách thời trang của cặp đôi Hoàng gia Anh nhiều hơn bất kỳ cặp đôi nào khác trên thế giới, tới 94%. Chung sống hơn một thập kỷ, cặp đôi có ba người con là Hoàng tử George, công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis. Bên cạnh noi theo cuộc hôn nhân 73 năm của nữ hoàng Elizabeth II và hoàng thân Philip, vợ chồng hoàng tử William còn rất ngưỡng mộ cha mẹ của kết, bà Carol và ông Michael, những người đã bên nhau 40 năm. Hoàng tử William và công nương kết đăng video kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Hoàng tử William và công nương kết, công tước và nữ công tước xứ Cambridge, Anh, kỷ niệm 10 năm ngày cưới vào ngày 29 tháng 4. Hoàng tử William là cháu trai của nữ hoàng Elizabeth và là người thứ hai trong hàng thừa kế ngai vàng của hoàng gia Anh. Hoàng tử William và công nương Kate kết hôn ngày 29 tháng 4 năm 2011 tại Tu viện Westminster trong một buổi lễ được hàng triệu người trên thế giới theo dõi. Ngày 29 tháng 4, vợ chồng hoàng tử William đã đăng một đoạn video ghi lại cảnh cặp đôi và các con tận hưởng khung cảnh thôn quê. Video cho thấy cặp đôi hoàng gia Anh đang khám phá một bãi biển, nô đùa, nướng đồ ăn cho các con. Ba con của vợ chồng hoàng tử là George, 7 tuổi, Charlotte, 5 tuổi và Louis, 3 tuổi. Cảm ơn tất cả mọi người về những lời nhắn tốt đẹp trong ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi, Hoàng tử William và Công Nương kết chia sẻ khi đăng video, theo Reuters. Chúng tôi vô cùng biết ơn về 10 năm ủng hộ mà chúng tôi đã nhận được trong cuộc sống gia đình của chúng tôi, Hoàng tử William và Công Nương kết chia sẻ thêm. Hai bức ảnh mới của cặp đôi cũng được công bố nhân dịp kỷ niệm này. Chuyện tình thời đại học của Kate Middleton và Hoàng tử William Chuyện tình thời đại học của Kate Middleton và hoàng tử Anh William đã tình cờ bị bạn gái cũ của hoàng tử tiết lộ trong một buổi tụ họp, theo một cuốn sách mới. Cuốn tiểu sử Catherine, The Princess of Wales, A Biography of the Future Queen của tác giả Robert Johnson mới được ra mắt ngày 6 tháng 8. Sách mang đến cho độc giả toàn bộ hành trình của một cô gái trẻ đến ngôi vị công nương hiện tại. Câu chuyện tình yêu cổ tích Giống một câu chuyện cổ tích thời hiện đại, Kate Middleton, hiện 42 tuổi, đã gặp hoàng tử của đời mình vào năm 2001 khi họ còn là sinh viên tại Đại học Sư Tầm, Andrew ở Scotland. Khởi điểm mối quan hệ của họ là những người bạn thông thường. Tuy nhiên, sau khi kết tham gia một buổi trình diễn thời trang từ thiện với chiếc váy gen đen, William đã phải thốt lên rằng kết thật nóng bỏng. Và sau đó cặp đôi dần rời khỏi vùng bạn bè, tiến lên một mối quan hệ thân mật hơn. Đến tháng 9 năm 2002, cặp đôi đã sống chung căn hộ với hai người bạn cùng lớp. Và dù mối quan hệ của họ không được công khai, trong cộng đồng sinh viên đã có tin lan truyền rằng họ là một cặp, Robert Johnson viết trong cuốn tiểu sử mới. Nhưng bí mật nửa kín nửa hở của họ, ít nhất là trong khuôn viên trường, đã không còn giữ được sau khoảnh khắc tiết lộ tại một bữa tiệc tối có sự tham dự của bạn bè của cả William và Kate, bao gồm người bạn gái cũ của hoàng tử, Kali Maxi, Bert. Theo tác giả Johnson, Maxi Burt có lẽ đã vô tình tiết lộ quan hệ tình cảm bí mật của William với Catherine trong trò chơi uống rượu Never Have I e Ever, Tôi Chưa Từng. Và điều này được cho là đã khiến Hoàng tử rất bực bội. Tìm thêm thông tin cho chi tiết này, Johnson đã tìm đến tác phẩm của tác giả chuyên viết về Hoàng gia Katie Nicole. Bà cũng đã đề cập nhiều thông tin chi tiết về buổi tối tiết lộ quan hệ này trong cuốn sách năm 2013 của bà kết, The Future Queen. Theo một vị khách có mặt tại bữa tiệc, mọi người trong phòng đều sốc. Hoàng tử William nhìn hàm hàm người yêu cũ của mình và thì thầm, anh không thể tin là em vừa nói thế. Dù vậy, mọi ác cảm William dành cho Maxi bớt dường như đã phai nhạt vào thời điểm anh kết hôn với Catherine vào năm 2011. Vì Maxi là một trong số ít người yêu cũ của hoàng tử giành được lời mời đến dự lễ cưới của cặp đôi. Và dù mối quan hệ của họ bị tiết lộ bất ngờ như vậy, việc cả hai luôn bên nhau trong suốt thời gian ở trường đại học cũng không khiến cho bạn bè cùng lớp quá ngạc nhiên. Họ thường được nhìn thấy đang đi bộ hoặc đạp xe đến giảng đường, dạo quanh các lối đi của siêu thị Safeway địa phương hoặc dành những buổi tối yên tĩnh ở nhà, nghe các bản nhạc của William hoặc nhạc gia của người bạn trung Fergus. Johnson viết thói quen hàng ngày của họ hiếm khi thay đổi, ngoại trừ các buổi chiều thứ tư tham gia các môn thể thao. Johnson miêu tả thêm chiếm được cảm tình của người dân. Win sau đó đã chia sẻ về sự khởi đầu của mối tình lãng mạn của anh và kết trong cuộc phỏng vấn đính hôn chính thức vào năm 2010. Win nhớ lại, chúng tôi chuyển đến sống cùng nhau như những người bạn. Chúng tôi cũng sống với một vài người khác và mọi chuyện thực sự chỉ nảy nở từ đó. Chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn một chút và làm nhiều điều cùng nhau. Từ sau đám cưới năm 2011, Catherine đã chiếm được cảm tình của người dân Anh và Mỹ thông qua nhiều chuyến đi gặp gỡ dài ngày với nụ cười dịu dàng, phong cách thời trang thanh lịch và nhẹ nhàng. Dù có xuất thân thường dân, Catherine vẫn luôn thể hiện được phong thái tự tin nhưng ấm áp luôn xuất hiện cùng William dễ gần. Cặp đôi năng động này đã trở thành những thành viên được yêu thích nhất của gia đình Hoàng gia Anh. Hiện nay, khi chế độ quân chủ Anh đang trong quá trình chuyển đổi, Catherine được định sẵn sẽ trở thành nữ hoàng thường dân đầu tiên trong lịch sử Anh kể từ Anne Hay, vợ của vua James II. Khi sự quan tâm đến hoàng gia vẫn tiếp tục thu hút người hâm mộ, sức hút từ những tác phẩm về hoàng gia vẫn tiếp tục tăng và tác giả Robert Johnson đã vẽ nên một bức tranh sống động về cách Catherine trở thành người phụ nữ như ngày hôm nay thông qua góc nhìn của nhiều nguồn tin cả trong và ngoài gia đình hoàng gia.